Thế vậy đi. Thế lại Phật nghe không? Thế lại Phật nè. Lại Phật. Lại Phật. Lại Phật. Lại Phật nghe không? Lại tổ. Lại tổ chứ. Lại tổ nghe không? Lại tổ đó nghe không? Nghe không? Con già rồi sư phụ ơi, thấy không con? Con già rồi sư phụ bắt con lại, con già quá rồi sư phụ ơi, thấy con ha? Xê xê cưng ha, sư phụ cưng xê xê ha, sư phụ cũng cưng con e xà luôn, nhưng mà chỉ có e xà lý lắc quá sư phụ ơi. Ê xà lý lắc quá. Con bực ê xà quá sư phụ. Ê xà lý lắc quá. Ê xà nó mất tiêu rồi. Ê xà. Ê xà. Ê xà nó vui. Ê xà nó vui. Rồi. Ê xà không có đè gì tôi sai nè. Nè. Nè, cái gì mà đè không hoài vậy ta? Đi mà đè không qua, trời ơi, nè không gai, cưng nghe con, cưng nghe sư, em bắt cưng nghe sư, em bắt cưng nghe sư, nè không có qua vậy, em bắt cưng nghe sư, cả, nè, em ta. Vừa thôi không có đè chị nè. Hôm thì hôm không có đè. Không có đè chị không? Hôm không có đè. Bây giờ ra. Ừ, trời coi đã, coi đã. Mở lòng. Không có cho nó, không có xe. Đi không chịu quá à. À, rồi xe đi con. Cái xà sư phụ đập. Đó. Sư phụ đập cái xà nghe không? Đi. Đi bộ với sư phụ nghe không? Đi. Đây. Quậy quá, vừa thôi chứ. Quậy quá. Chính nó đậm rồi đây. Nó đậm bớt rồi đây. Hả? Quậy quá. Chạy cho nó không đi, chạy cho nó. Chờ không đi con. Quý quá. Rồi dơ cái áo cho xe nữa rồi. Dơ cái áo cho xe nữa rồi. Chứ nó không đi. Nó không đi xe xe ơi. Quý quá. Nó sao quý quá. Kệ sao cho nó giấc lộn đi. Chắc cho có sức khỏe sao xe ơi. Ai. Ráng sống thêm vài năm nữa sao xe nghe không. Quéo luôn rồi sao xe quéo rồi. Thôi xa, đây. Em xa. Elsa, đây, cứ không chỉ hoài à, Elsa, đi à, đi nè, sư phụ đập nè, thôi, hôn nhiêu đủ rồi, tao đập chết à, không muốn hoài, Elsa, nghe không? Cứ đè không chị hoài à. Chị quéo lắm vậy mà còn không chị à. Kỳ quá. Cái xà kỳ quá. Nó vô đi chết rồi. Sư phụ nắm nó lại được không? Nó sẽ chết luôn vô. Sư phụ nắm nó lại rồi.
đâu rồi, thế đâu rồi, để ra, ai ra, ai ra, hiểu vậy, hiểu, chỉ chung cái xe rồi mà con đi về kiếm nè, đi con, ai ra, đi bộ con. Quậy quá, ấy xa quậy quá, cái chị sợ rồi mà còn quậy chị nữa à, nghe không? Cái xe chạy giỡn thì phụ coi coi, giỡn mình coi, cái xe giỡn mình coi, giỡn, chạy, chạy, sáng chạy đi cho nó lớn màu lớn, đi chạy. Chạy, chạy, chạy cho mau lớn. Dối lắm á chứ bộ ạ. Chỉ có tật lý lắc à. Không lý lắc là ngoan lắm á mọi người. Chỉ có lý lắc à chứ không lý lắc là ngoan lắm á. Sự đi đâu là đi đó đấy. Nó hèn. Đi con, đi. Quá trời ơi, quay gì mà đi lắc có sự vụ đập con á, trời ngã cây của sư phụ luôn nè, thấy không? Lắc sợ quá trời lý lắc mọi người ơi. Chạy ngã cây sư phụ luôn, thấy không? Sáng nay trời mưa. Sáng nay trời mưa mọi người ơi. Bác Phật tử ơi, trời dần vũ luôn. Trời dần vũ. Nó quậy rồi, nó quậy rồi. Nó quậy rồi. Ôi, đang tháo tung căn nhà này ra nè quý vị. Quá trời nhà bà Linda nè. Đã mua xong rồi đó. Giờ mướn người bỏ đồ ra nè. Quá trời quá đất. Ê xà quậy quá. Thấy sư phụ cắt cỏ cho sư xà chạy đã không? Thấy không? Thấy sư phụ cắt cỏ đẹp không? Trời xà chạy đã luôn, thấy không? Ôi xà thấy vô quay. Chạy đi. Nó xe chạy trốn mất tiêu rồi chú. Sao xe chạy trốn mất tiêu rồi. Đó, đang dịch nó bắt đầu nó bay.
xe chạy trốn mất tiêu rồi sư phụ ơi. Xe chạy trốn mất tiêu rồi. Ê xà quậy quá mà. Anh con nha. Ê xà. Hoa tím bằng lăng. Hoa tím nè, quý vị thấy không? Hoa tím đẹp không? Hoa tím bằng lăng đẹp không? Đó. Hôm qua mà mùa này còn bông nữa quý vị ơi. Thấy gánh gánh luôn đó nha. Đó, mùa này mà giờ còn bông nè. Thấy gánh gánh luôn đó. Quế nay tàn rồi nè, thấy không? Quế đây bắt đầu tàn rồi đó, tàn từ từ rồi. Tất cả cái tiền công cũng như tiền làm hoàn tất cái máy lạnh này các chị biết nhiêu không? 7.000 đô la, 7.000 đô la, 4 tấn, cái lạnh này gọi là 4 tấn. Hôm trước 5.500, giờ thêm 1.500 nữa tiền mọi việc làm thêm nữa đó. 7.000 đô la tất cả là 7 là cái máy 4 tấn cái này thưa quý vị. Tiền công, tiền máy rồi luôn. Đó, quý vị thấy chưa? Ở Mỹ cái gì cũng tiền. Mỹ là cái gì cũng đô chút. Đó, máy lạnh đó. Máy lạnh, máy nóng luôn, xài bằng điện. Bây giờ không có xài bằng ga nữa. Đó. 4 máy 4 tấn tất cả là chi phí rồi. 5.500 với thêm 1.500 tiền phụ thuộc mấy cái việc khác nên là 7.000 đồng đấy. Thế nè sư phụ nhốt cái xà vô này nè, cho cái xà hết quậy nè, thấy không nè, thấy không, thấy sư phụ chuẩn bị cái lòng sư phụ nhốt cái xà không, cái xà quậy đi sư phụ nhốt vô cho biết thân, thấy không, cái xà quậy đi. Vậy đi sư phụ nhốt vô liền. Sư phụ nhốt, sư phụ bỏ đó một ngày cho biết rồi, bắt đầu có cách rồi. Có cách trị xà rồi. Sư phụ trị xà rồi. Hết quậy luôn. Bỏ tù ấy xa. Bỏ tù. Bỏ tù nghe không. Quậy đi chứ phụ bỏ tù nè. Nhóm vô tù luôn. Quậy quá mà. Thấy không? Giờ bỏ tù hay sao thôi. Bỏ tù luôn ơi. Bỏ tù chết quậy rồi, bởi coi ai. Quậy quá không ai chịu nổi hết á.
bắt đầu ai em sẽ bị bắt đầu ai em sẽ bị bắt đầu ai mọi người ơi em sẽ bị bắt đầu hết quậy à hết quậy à hết quậy chưa hết quậy chưa bị bắt đầu ai bị dốc vô rồi đó cắn đi cho cắn đi cắn đi cắn tới chiều không ra nữa con đó bây giờ vậy cho hết quậy ha đó bây giờ từ đó về sau nhớ nghe không hả quậy là sư phụ nhốt vậy đó biết không từ đây sao nhớ không hả quậy là bị nhốt vậy đó biết không chết quậy quỷ quá mà quỷ quá mà hết chịu nổi rồi giờ sách nó mà sách không nổi nữa đó rồi sách lên sách không nổi nữa rồi sách không nổi rồi không nổi rồi chứ bố ơi không nổi rồi lôi bị nhóc rồi mắt nó lồm không có gì hết lồm đó bị nhóc rồi rồi xe rồi em giờ bị nhóc rồi xe rồi em giờ bị nhóc xe mọi người hết xe hết ai quậy xe rồi sư phụ biết rồi con nè hết ai quậy xe rồi biết không con kéo áo xuống không biết xe mừng rồi sư phụ xe thấy xà bị nhốt là xe chạy lên liền á sư phụ là thăm với sư phụ phạt rồi sư phụ phạt ế xà rồi đó xe thăm với xe thăm với xà đi thăm với sư phụ phạt rồi phát em xà rồi thế nghe không phát rồi thôi giờ nhốt cho hai con ở chung nghe nhốt cho hai con ở chung nghe cho hung cho đã nghe nghe không rồi em xà tức quá kìa tức làm sao mà thầy bồng xê xê kìa thấy không em xà tức kìa xê xê đó không đi em xà tức quá kìa tức quá sao mà thấy bông xe xe mà thằng bông mới xa ra tức quá kìa nè tức quá hai con nói chuyện nhau đi hỏi sao em bị nhốt đi hỏi đi con hỏi sao em bị nhốt vậy đi hỏi sao em bị nhốt nói em tại em quậy quá cho em bị nhốt đi nói đi con nghe không nói tại em quậy quá cho nên sư phụ mới nhốt em hỏi sao em bị nhốt đi ý là này hỏi sao bị nhốt vậy hỏi đi em than cái chị sao bị nhốt đi nghe không em than cái chị sao bị nhốt đi xà than cái xê đi xê hỏi xà đi chị em hỏi nhau đi nè chị em hỏi nhau đi hỏi sao bị nhốt vậy đi con chị em phải thương nhau biết không thương nhau đi hỏi đi hỏi sao xà bị nhốt nghe không tại xà quậy xê nói đi khuyên cái xà đi khuyên cái xà đừng có quậy xê nữa đi khuyên cái xà đi sao xê bị xà bị nhốt tại vì xà quậy quá mà tức quá con tức quá tại sao xê được tự do mà xà bị nhốt phải không con nhớ con có tội con mới bị ở tù phải không chứ đâu phải tự nhiên sư phụ nhốt con đâu sao con tức chi ở trong tù đừng có nhìn ra tức tối bên ngoài phải không bên ngoài tại sao ta được tự do mình ở tù tại vì mình quậy phải không mình quậy làm chi cho bị nhốt đó bị nhốt nhốt rồi giờ muốn đi ra cũng đâu có được thấy không con thấy chưa thấy không đang tự do thông dong không chịu quậy cho bị nhốt vậy thấy không vốn dĩ con đâu có bị nhốt đâu tại con quậy con mới bị nhốt biết không con không làm tội con đâu có bị nhốt biết không đó là đang ở địa ngục đó súc sanh mà đang ở địa ngục đó con xê đâu xê đâu có bị nhốt chứ phụ
Sơ sơ nghe lời sư phụ, sơ sơ đâu có quậy đâu mà bị nhốt sư phụ, phải không? Rồi ế xà giờ ở trong tù rồi, ế xà ở trong địa ngục rồi, ế xà tức quá. Tại sao ế xà bị nhốt trong địa ngục biết chưa? Tại ế xà làm tội biết không? Dạ, bây giờ sư phụ xách cái lòng của ế xà mình sụp hết đâu có nổi đâu. Xách không có đứt cái lòng luôn nữa đó, nặng nặng mà đứt cái lòng luôn á, không được. Nặng quá đi. À, bữa nay nó cao hơn 10 kg rồi. Thấy không? Ê xà làm tội, ê xà phải bị nhốt trong địa ngục, thấy không ê xà? Trời ơi, nó nặng nè quý vị. Nó nặng, ôi hồi, sách sụn mổ, sách đau lưng luôn á. Ê xà làm tội, ê xà bị nhốt trong địa ngục rồi. Địa ngục rồi. Ai biết ê xà tạo tội làm chi? Không tạo tội thì đâu có vô địa ngục, con thấy không? Ê xà thấy không? Ê xà không tạo tội thì sư phụ đâu có nhốt ê xà trong địa ngục đâu. Thấy không? Ê xà tạo tội quá, giờ sư phụ mới nhốt trong địa ngục thôi. Nghe không? Tức quá. Tức quá sao bị nhốt trong địa ngục ha? Đó. Thấy không? Nói là súc sanh, nó nghĩ không ra tại sao nó bị nhốt. Thấy chưa? Xê xê. Đó, tại sao sơ sơ tự do mà ế xà bị nhốt? Vậy sư phụ cho ra nghe không? Cho ra mà quậy nữa là sư phụ nhốt nữa nha. Mà điều đó đâu có biết đâu quý vị. Nó là súc sanh mà. Đó, quậy đi. Quậy sư phụ nhốt nữa cho coi. Đó, thả ngục rồi đó nghe không? Thả ngục rồi bớt quậy nha. Bớt quậy nghe không? Cảm ơn sư phụ ơi. Sư phụ thả ngục rồi đó. Nữa. Không bỏ tờ rồi dí xe tiếp. Nhốt địa ngục tiếp nè. Nữa. Nữa đi xe quay. Rồi sư phụ nhốt con địa ngục tiếp nè. Cho nó hông đi xe. Cho nó hông đi. Ơ cái gì mà hôm qua vậy trời ơi. Cái gì mà không chỉ hoài. Hai. Hôn thì hôn trong cái đè. Nghe không? Hôn thì hôn trong cái đè. Cái gì mà cái đè cắn môi nhỏ hoài. Nhột thế thế. Thôi con già rồi đâu có nhột chứ không. Có cái nó đè có chứ không. Con già đâu có nhột. Con già đâu có nhột mà nó đè có. Đặt. Ê. Thế thế. Chú phụ nhốt địa ngục nữa. Tại sao mà hăng quá trời chứ. Hăng quá. Hăng quá. Nữa. Ây. Đè chọc lét nha. Chết chết vô con. Vô nhà. Ây xa. Nghiệp quá vậy. Thấy không? Thấy không? Rồi đi ra vườn rau sư phụ nằm đó. Quậy rồi đi ra đó. Đi nhốt trong địa ngục nữa nè. Đó rồi một mình ra đó mình nằm heo. Nó cái lòng tôi nhốt nữa cho coi. Đang dạy cho mấy con chó trong như thị dục à. Vui. Ôi chân. Cây đậu bắp này tàn rồi. Tàn hoa nhan sắc rồi nè. Cô Quan Si ơi, Nguyễn ơi, không biết ơi.
đầu bắp của cô nay tàn rồi. Nó quậy gì đó. Coi đó, có cái xà đó. Quậy quá trời quá đất mà. À, chuẩn bị tôi gieo rau qua ngày ráng. Hết tuần này xong việc cái bắt đầu tôi cuốc đất ra tôi gieo cải nè. Bắt đầu mùa lạnh á thì cải nó sống nha quý vị. Mùa lạnh gieo tầng ô, gieo cải là nó sẽ sống, ngộ gì chứ. Cây cải giờ mà nó chịu lạnh. Cây cải nó chịu lạnh mọi người ơi. Trời ớt quá trời mà hái hết nổi rồi nè. Hái hết nổi rồi. Đó, chín đỏ cây rồi, hái hết nổi rồi, khô luôn rồi. Chín đỏ cây hết mà hái hết nổi rồi. Ê xà quậy quá, xà quậy quá. Đi đâu nó theo đó, ngồi phải tắm nữa rồi. Ê xà vô sư phụ tắm nè. Quá trời quá đất mà. Đó, cái nhà bên đây đã lấy xong rồi nghe. À giờ đang dọn nè. Mướn mình mà anh dọn đồ ra nè. Đó, có gì thấy không? Quá trời bà Linda. Xưa ông bà ở đây là mới có một đoạn phần trước đó nghe. Còn hai ba cái phòng ở sau còn giữ nữa. Để xà vô sư phụ tắm nè. Xà quậy nãy giờ quá trời luôn. Hai đứa vô đây tắm hết. Này, cái gì mà cũng tha đó. Cái gì nó cũng lũi đi tắm nè. Quậy quá trời quậy mà. Vừa ngoan lắm, nó nghe kêu tắm mà đứng cho tắm à. Nó ngoan được chỗ đó đó. Có, cứ vô rau sư phụ, vô rau sư phụ à, đi ra ngoài. Biểu. Tắm cái xe trước nghe không? Tắm cái xe trước. Cái xà chờ đó. Chứ bộ tắm cái xe trước. Tới cái xà, đi chỗ khác ạ. Đi chỗ khác ạ. Đi. Cái gì mà không dẫn cho ta quay vậy trời.
Cảm ơn à. Không chỉ cái gì đi tắm không có quay đâu. Không có gì không hoài đi. Con thương không biết không có chứ. Để cho các chị đi tắm. Cái gì ấy kìa. Cái gì mà xuống dữ vậy. Thương một cái đè ta hoài à. Ở đây đi đây. Rồi tới con nè. Ở đây. Đến đi cho sư phụ tắm nè. Để giờ lên. Để cao lên. Để cao lên. Rồi. Nên mát rồi, nên ấm nè, thấy không? Quá trời, đất dơ. Ê thà, dơ quá. Thấy không? Thầy dơ không? Ngoan còn ngoan dữ lắm. Quậy quậy gì vậy? Ngoan mà đứng tóc im ré vậy đó. Cưng không? Chị mới cưng nè. Mà quậy khác cưng nè. Bây giờ lên. Cái cắn lên. Cái cắn lên. Cái đứa biển. Biết đây. Cái cắn lên. Cái cắn lên. Nguyên thì còn nguyên lắm chứ không á. Nó thấy còn quậy rồi thì quậy. Trời ơi, đã còn hết nổi rồi. Ai. Bọc hết nổi à. Ôi. Tôi bọc mấy cái hết nổi em trời. Cái miệng nè. Mưa miệng mở đi ra. Thấy không? Cái sạch sẽ miệng nè. Tôi bọc hết nổi rồi. Tôi bọc hết nổi rồi.
Ở đây ăn chay nha, không ăn mặn nữa nha. Không ăn cứ gà nữa nha. Không? Ở đây là con phải ăn chay. Con cứ gà con không có biết phải không? Rồi. Nói về sao là ê thà phải ăn chay luôn nghe không? Không ăn trứng gà nữa nha. Rồi hai bay xong mà tới sư phụ đi tắm rồi. Ai, mệt quá. Sáng hàng bay cái là phẩm hết mũi rồi. Tôi đập chết cha, tao quậy đi. Quậy tao đập chết cha. Sao tôi bay hết mũi rồi. Hành mũi sư phụ quá. Rồi chạy vô đi, để tao lắm nữa. Đây, go. Sao tụi bay hết mũi sư phụ rồi. Ui. Rồi, thấy không? Nó một mình nó mà nó ngủ nè. Coi nè, nó bài nào là mền, nào là gối, con nó tùm lum hết trơn, có thấy không? Mình coi mà con quậy vậy đó. Để cho khô mới nằm vô. Để cho khô mới nằm vô. Nheo lên đây nè, nè nè. Nheo lên. Nheo lên, nheo lên. Chạy qua kia, chạy qua bên kia, leo lên. Nheo lên, nheo lên, nheo lên. Leo lên. Đó, rồi leo lên đó. Ừ. Leo lên đây, leo lên đây. Leo lên đây. Leo lên đây, leo lên đây, leo lên. Leo lên đây, leo lên đây. Leo lên. Leo lên, rồi leo lên đây nè. Đó, leo lên. Nè. Leo lên đây trước. Sao một mình con có leo được mà bữa nay con làm biếng vậy? Leo đi. Ồ nó giờ nó leo lên bàn nó nằm nè nè, có gì coi nè, coi nè. Leo lên bàn nằm nè. Đó, bó tay không? Là đó, đó, coi ra, coi đó. Coi vua không, làm vua không? Leo lên bàn nằm giờ mới được chơi vậy đó, chú. Nó mới được chơi vậy đó, chú. Không là vua, chú. Biết rồi mấy cái bà này của con sở hữu luôn hả? Nó có gì thấy chơi không? Chơi vậy đó. Leo bàn nằm giờ mới được chơi, giờ thấy ai đi ngang sủa chơi vậy đó. Sủa chơi vậy đó. Cái mặt cái ghét kia đó. Cái mặt lì nè. 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 Cái mặt này không có ưa nói nè. Sủa chơi vậy đó. Đó giờ mà đường sủa chơi vậy đó. Nào đó. Trời ơi nó nhảy thôi. Thôi thôi. Sủa chơi vậy đó. Đó ăn đó. Sáng là một tô vậy đó. Mà ăn còn nhiêu đó đó. Giờ tới chiều là ăn gấp hai lần vậy đó. Ăn quá trời ăn mà. Uống một ngày là 4 tô nước kìa nè, có gì? Coi đó. Sư phụ nuôi xà, sư phụ thấy không? Xà ăn quá trời luôn mà. Đây là không có cho ăn hột gà nữa, không có cho ăn cơm nữa. Hồi ăn cơm là 2 chén. Thế nên là không cho ăn cơm nữa rồi. Đó. Nè, để cho khô mới lấy cái mền đắp. Để cho khô đi. Quỷ quá à. Khô đi, mình nó cái mền là cái gối nè, thấy không? Đủ hết trơn kìa bà quậy à, quậy à. Quậy nè, quậy nè, quậy nè, quậy nè. Quậy nè, quậy nè, quậy nè. Quậy nè, quậy nè, quậy nè. Con làm vua đó, làm vua vậy đó. Đó, sủa chơi vậy đó. Đó, sủa đi, thấy ai đi ngang, sủa đi. Sủa cho ta vô, ta đặt đẻo cho một cây. Đó, đó. Đó, sủa đi. Đó, sủa đi. Đó, leo lên bàn sủa vậy đó. Ai dám vô nhà tôi không? Ai dám vô nhà tôi không? Ai dám vô nhà tôi không? Rồi, tôi đi tắm nha quý vị.